Thương hiệu xe tải Dongfeng đã mở bán chiếc mẫu ô tô điện cỡ nhỏ Nam Mi 1 với pin thể rắn, sạc 8 phút đi được 200 km, giá bán cao nhất 356 triệu đồng. Tại triển lãm ô tô Quảng Châu 2023, Dongfeng Nam Mi 01/2024 mới đã chính thức mở bán trước với mức giá bán từ 79.800 đến 109.800 nhân dân tệ, tương đương 259 đến 356 triệu đồng. Xe điện Dongfeng Nam Mi 1 được định vị là một chiếc hatchback cỡ nhỏ chạy điện thuần túy. Nam Mi 1 ra mắt với tư cách là thương hiệu xe điện mới trực thuộc tập đoàn Dongfeng, sẽ tập trung vào thị trường xe điện thuần túy trên toàn quốc. Về ngoại hình, mặt trước của Nam Mi 1 sử dụng logo Dongfeng mới, xe có thiết kế cụm đèn xuyên thấu, cụm đèn pha hình dáng đặc biệt có nét đặc trưng riêng, đèn chiếu sáng ban ngày có hình chữ C. Dongfeng Nam Mi 1 chạy điện lược bỏ, thiết kế lưới tản nhiệt trung tâm và sử dụng cụm đèn xuyên thấu bên dưới, các khe hút gió được trang trí hình răng nanh. Toàn bộ mặt trước có thiết kế tổng thể đơn giản và dự kiến thiết kế này cũng sẽ trở thành phong cách thiết kế mang phong cách gia đình của thương hiệu. Về phía thân xe, Dongfeng Nam Mi 1 áp dụng thiết kế mái treo, mui và thân xe được thiết kế với nhiều màu sắc khác nhau. Chiếc xe mới có bố cục 4 cửa, thiết kế thân xe với phần nhô ra phía trước và phía sau ngắn, được trang bị tay nắm cửa ẩn, bánh xe cản gió thấp. Đuôi xe tinh tế như một chiếc ô tô mini, đèn hậu tròn trông khá dễ thương, đuôi xe được trang bị cửa sổ đuôi cỡ lớn. Tầm nhìn tốt, toàn bộ cửa sau cũng được thiết kế hai màu, với logo tiếng Anh Nam Mi ở trung tâm. Về nội thất, nâng cấp tổng thể của xe Dongfeng Nam Mi 1 rất đơn giản, ngoại trừ màn hình LCD đầy đủ và màn hình điều khiển trung tâm nổi, không còn nút bấm vật lý nào, điều này tạo ra bầu không khí công nghệ ở một mức độ nhất định. Nội thất của xe được trang trí với số lượng lớn hoa văn kim cương, mang đến cho chiếc xe mới cảm giác cao cấp nhất định. Dongfeng Nam Mi 1 được trang bị vô lăng hai chấu và sử dụng phối màu hai tông màu. Chiếc xe mới có buồng lái thông minh có thể sử dụng lệnh thoại để điều khiển xe nhiều nhất có thể. Ngoài ra, ghế xe có thể nằm phẳng chỉ bằng một nút bấm, biến ghế ô tô thành giường đôi. Xe mới còn sử dụng cửa không khung, hộc kéo đựng găng tay cũng thú vị. Về sức mạnh, Dongfeng Nam Mi 1 sử dụng hệ dẫn động điện thuần túy, động cơ có công suất tối đa 70 kW, tốc độ tối đa 140 km/h và được trang bị pin lithium iron phosphate. Xe có hai phạm vi hoạt động lần lượt là 330 km và 430 km.